Đây là hai con chim bồ câu mình đã làm sạch cho mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ hầm gồm gia vị. Đây là thuốc bắc này. Thuốc bắc gồm hạt sen này, táo tàu, đấy, y dĩ này, đấy, và sâm và lá ngải. Bây giờ mình sẽ cho cái thuốc bắc này ngâm trong 30 phút. Đã ngâm 30 phút nó mới hầm với mọi người. Đấy, thuốc mình đã ngâm được 30 phút, bây giờ mình sẽ hầm với mọi người. Mình đã hầm sôi được tầm 10 phút, bây giờ mình sẽ cho chim bồ câu vào mọi người. Đấy, chim bồ câu hai con. Đấy, và mình sẽ đậy vung vào hầm khi nào thịt chim dừ là được nha mọi người. Đấy, mình sẽ cho một chút muối vào nha mọi người. Đấy, cho một chút thôi. Chim câu mình hầm gần được thì mình cho lá ngải vào. Đấy, đây là rau ngải mọi người. Đấy. Mình cho rau ngải vào hầm khoảng 15 đến 20 phút sau là được. Đấy, bây giờ cái món hầm mình đã chín rồi mọi người.